Thanh Huyền, sinh viên năm cuối trường Đại học Hà Nội, là một độc giả trung thành của ebox.vn. Nhận thấy môi trường làm việc tại ebox.vn là nơi mình có thể thử sức, Thanh Huyền đã xin thực tập tại đây. Trong thời gian thực tập, Thanh Huyền được Đặng Hồng Thái chia sẻ rất nhiều về kinh nghiệm làm việc, lên kế hoạch và đặt mục tiêu rõ ràng như những thành viên thực sự của ebox. Không chỉ dành thời gian thực tập 6 tháng tại đây, Thanh Huyền còn muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho ebox trong thời gian tới. Cũng như Thanh Huyền, nhiều bạn thực tập sinh đến với ebox.vn đều được Đặng Hồng Thái tạo cơ hội để trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Thái cũng chính là truyền lửa cho những bạn trẻ cùng đồng hành với mình. Mình đến với cái webbox cũng khá là tình cờ. Thế là lúc đấy thì mình cũng vừa kết thúc cái kỳ học của năm tư, thì mình muốn tìm một công việc thực tập, và mình cũng là một độc giả khá là trung thành với Webbox từ khoảng được nửa năm rồi. Thì qua tìm hiểu một chút thì mình thấy là Webbox là một môi trường rất là năng động và có rất là nhiều bạn trẻ như mình tham gia. Thì mình nghĩ đó là một cơ hội rất là tốt để mình được làm việc ở môi trường thực tế, một môi trường năng động, và mình sẽ học hỏi nhiều các cái kỹ năng, và đó là lý do mình tham gia vào Webbox. Phải nói là anh Thái thực sự là một mentor rất là tuyệt vời. Anh có một cái kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý rất là tốt, và đôi lúc thì chia sẻ từ lòng mà nói thì thậm chí là đến bây giờ mình cũng sau một tháng rưỡi làm việc thì đôi lúc mình cũng cảm thấy khá là căng thẳng khi làm việc với anh Thái, vì luôn luôn phải đưa ra một cái chỉ tiêu cho hàng ngày làm việc cũng như là hàng tuần rồi là hàng tháng, và phải báo cáo với anh Thái cái công việc mà mình tiến độ công việc mà mình làm được. ebox.vn là một kênh thông tin tổng hợp hữu ích dành cho giới trẻ Việt Nam. Học bổng, tuyển dụng, sự kiện, cuộc thi, kỹ năng, gương mặt và gia vị. 7 chuyên mục với 7 nội dung thông tin, Đặng Hồng Thái đang tạo ra sự khác biệt cho ebox.vn đặt trong sự so sánh với các kênh thông tin giáo dục thông thường. ebox.vn giúp giới trẻ trả lời vô vàn các câu hỏi như làm thế nào để tiếp cận được với các học bổng, cơ hội học tập tại các nước có nền giáo dục phát triển, làm thế nào để có một công việc tốt, làm thế nào để thuyết phục nhà tuyển dụng, làm thế nào để lựa chọn được một công việc tốt phù hợp với khả năng và yêu cầu của bản thân, làm thế nào để khởi nghiệp và làm thế nào để khởi nghiệp thành công, vân vân. Các câu hỏi được trả lời thông qua các bài viết được Đặng Hồng Thái cùng các thành viên ebox.vn chọn lọc và phân loại với mức độ tin cậy và chất lượng nhất, truyền tải đến cho các bạn trẻ một cách xúc tích, dễ hiểu mà không cần phải truy cập vào các trang website nước ngoài để tìm kiếm. Trên Webbox thì hiện nay còn ngoài những cái thông tin mà về liên quan đến các cơ hội như là học bổng, tuyển dụng, như là sự kiện, cuộc thi để qua các nơi đó các bạn thử sức mình phát triển kỹ năng, thì Webbox còn cung cấp các bài viết, biên tập các bài viết về những cái gương mặt trẻ mà thành công trong mọi lĩnh vực, để làm sao cho các bạn nhìn vào đó các bạn có thể thấy được mình trong đó, và để biết được cái quá trình một người trẻ làm thế nào, từ đó người ta đã thành công như thế nào, và kể lại những câu chuyện như thế, thì mỗi người sẽ tìm ra một câu chuyện cho bản thân mình và học tập từ đó. Bởi vì Webbox thì không thể hướng đến một cái sự phát triển toàn diện cho giới trẻ và sinh viên Việt Nam. Bọn mình không chỉ tập trung phát triển một cái mảng như là chỉ học tập hay không, mà mình cũng muốn bồi dưỡng những cái bài học về kỹ năng sống và nhân cách để cho mọi người có thể trở nên tốt hơn, thành những công dân tốt hơn. Hữu ích,
thuận tiện, thông tin đa chiều. Đây cũng chính là lý do tại sao từ ý tưởng ban đầu là một fanpage trên Facebook, tới nay ebox.vn đã được hơn 1,7 triệu người dùng Internet tại Việt Nam và sinh viên người Việt đang học tập tại nhiều quốc gia trên thế giới biết tới. Tại Việt Nam, ebox.vn là một cái tên khá phổ biến ở các trường đại học. Theo thống kê của SimilarWeb, chuyên trang xếp hạng các website, tính đến tháng 3 vừa qua, ebox.vn có đến hơn 500.000 lượt truy cập, xếp hạng 721 trong số các website của Việt Nam. Sau 3 năm hoạt động, ebox.vn đã trở thành một kênh thông tin không thể thiếu đối với các sinh viên Việt Nam. Webox thì là một kênh thông tin theo mình thấy là khá là chất lượng của giới trẻ, tại vì số lượng tin bài thì nhiều, đều đặn hàng ngày, và về cái độ chính xác cũng như là cơ hội nó mang lại thì cũng lớn, đặc biệt đối với sinh viên. Còn mình thì thấy là cơ hội việc làm với cả những cái thông tin về cho sinh viên, nếu mình tìm ở thực tế thì rất là hạn hẹp, mà nếu mà có thể tìm nhưng mà nó kiểu không chất lượng. Còn đâu trên Webox thì là một kênh thông tin cho sinh viên nên họ đã tìm hiểu thông tin rất là kỹ lưỡng mà chất lượng, nên mình thấy tốt ạ. Thì đầu tiên em biết đến Webox thì là do Webox cũng rất là hay tài trợ các chương trình cho bảo trợ truyền thông cho các chương trình của các học sinh ấy. Thì sau đấy khi mà biết đến thì bọn em cũng xem theo dõi, thì thường là các sự kiện về của các câu lạc bộ, các chương trình thi. Em thường vào đấy đọc cập nhật các thông tin về các ngân hàng và một số cuộc thi liên quan đến ngân hàng. Em thấy Webox như thế nào, đồ có hữu ích cho các bạn học sinh sinh viên như là em không? Em thấy có một trang thông tin tổng hợp về các ngành, đặc biệt những học sinh đang học trong ngành ngân hàng như em như thế thì sẽ rất là tiện ích ạ. Đặng Hồng Thái từng là sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trong thời gian học tập tại đây, Thái đã tham gia nhiều cuộc thi và giành được nhiều chương trình học bổng tại nhiều quốc gia như Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan. Ra trường với tấm bằng loại giỏi, năm 2011, Đặng Hồng Thái nhận học bổng Formoto Fellowship tại Đại học Columbia, Mỹ. Cùng năm 2011, Đặng Hồng Thái tiếp tục nhận tiếp học bổng Sushi tại Đại học Montana, Mỹ. Tiếp đó là giải nhất cuộc thi ý tưởng kinh doanh McKinsey Mekong Business Challenge do công ty tư vấn McKinsey và Đại học Quốc gia Quản lý Campuchia tổ chức. Năm 2012, Đặng Hồng Thái tiếp tục nhận giải thưởng Global Leverage Fellowship tại Đại học Istanbul Binji, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi ra trường, Đặng Hồng Thái được một doanh nghiệp công nghệ thông tin của Singapore nhận vào làm việc. Qua các cuộc thi, diễn đàn sinh viên quốc tế, Thái có cơ hội được đi nhiều nơi, học tập tại nhiều nơi trên thế giới. Tại hầu hết các quốc gia, Đặng Hồng Thái từng có thời gian sống và học tập, có rất nhiều kênh thông tin dành cho học sinh sinh viên. Các kênh thông tin này hỗ trợ cho các bạn trẻ về kiến thức học tập, kỹ năng sống, cũng như cách giải quyết các nhu cầu thông tin về định hướng nghề nghiệp. Ý tưởng khởi nghiệp của Thái cũng bắt đầu hình thành từ đây. Khi mình là một sinh viên á, cách đây là 7 năm rồi, thì lúc mà mới bước chân vào trường đại học thì mình không có nhiều kinh nghiệm, không biết là phải bắt đầu từ đâu để mình có thể bắt đầu định hướng cho mình cái sự nghiệp sau này như thế nào. Thì dần dần mình qua các hoạt động ngoại khóa ấy, thì mình bắt đầu mình tìm kiếm được những cái cơ hội đi tham dự những cái hội nghị ở nước ngoài,
diễn đàn thanh niên ASEAN cho đến là những cuộc thi về kinh doanh, ý tưởng kinh doanh quốc tế khu vực dành cho sinh viên. Và mình đã tham gia những cái chương trình như vậy và chợt nhận ra rằng là có rất nhiều các bạn trẻ mà giỏi ấy, còn, hoặc là các bạn có khả năng ấy, thì các bạn rất là thiếu cái cơ hội tiếp cận đến những cung bậc thông tin như vậy. À, mình là tham gia một cái tổ chức quốc tế và có một cái vị cố vấn là người ta giới thiệu cho mình những thông tin như vậy. Sau đó mình biết, tuy nhiên thì mình biết rằng đấy là một cái điểm mà những người khác không biết. Sau đó mà mình thấy rằng là làm nào để có thể tạo ra một cái kênh thông tin nó minh bạch và nó cung cấp thông tin cơ hội một cách rộng rãi cho giới trẻ và sinh viên Việt Nam. Tại Việt Nam, trước khi Epoch ra đời, hầu như không có những thông tin tổng hợp về giáo dục. Vì thế, ngay bản thân Đặng Hồng Thái khi mới bước chân vào trường đại học đã có lúc không biết phải bắt đầu từ đâu để định hướng công việc sau này của mình. Do đó, Đặng Hồng Thái đã kêu gọi bạn bè, những người có kinh nghiệm cùng tham gia ý tưởng thành lập một kênh thông tin tổng hợp về giáo dục nhằm đáp ứng tất cả các nhu cầu của sinh viên Việt Nam nói riêng và giới trẻ Việt Nam nói chung. Bắt đầu mình lập một cái nhóm, mình lên Facebook mình kêu gọi một nhóm bạn, thực ra không quen nhau. Lúc đấy thì có người thì ở Úc, có người thì ở Phần Lan, có người ở Philippines và có người ở Việt Nam, Hà Nội và Hồ Chí Minh. Thì bắt đầu thành lập ra một cái fanpage. Và ngay lập tức là cái nội dung trên trang web đó, trên cái fanpage Facebook đó được rất là đông đảo các bạn sinh viên giới trẻ họ rất là yêu thích. Và khoảng 8 tháng sau thì bọn mình ra một cái phiên bản website đầu tiên. Và từ đó đến nay thì cái lượng thông tin nó đã tăng rất là nhiều. Mình không ngờ rằng một cái tổ chức làm việc hoàn toàn online và với các thành viên mà ở nhiều các cái địa điểm khác nhau, kể cả Việt Nam rồi là ở trên thế giới, có người thì là ở Philippines, có người thì ở Úc, rồi có người thì lại ở Singapore, nhưng mà chúng mình vẫn làm việc với nhau một cách rất là trơn tru và bọn mình đã cố gắng hết sức để có thể xây dựng được một cái tổ chức hết sức là chuyên nghiệp và đồng thời là làm việc một cách nghiêm túc. Giới trẻ có những thông tin của riêng mình và nhà tuyển dụng có đội ngũ nhân sự trẻ tài năng là mục tiêu của ebox.vn. ebox.vn là nơi các nhà tuyển dụng đăng thông tin tìm kiếm nhân sự. Mỗi ngày có 40 đến 50 doanh nghiệp gửi thông tin tuyển dụng để đăng trên ebox.vn. Theo thống kê của Đặng Hồng Thái, đến nay ebox.vn đã đăng hàng nghìn tin tuyển dụng và hàng chục nghìn lượt ứng tuyển qua ebox.vn. Một buổi tuyển dụng nhân sự của Công ty Cổ phần Vật giá Việt Nam. Trong những buổi tuyển dụng như thế này, có nhiều ứng viên đang là độc giả của ebox.vn. Có thể lấy một cái ví dụ điển hình trong một cái chương trình tuyển dụng gần đây của VNP thì Whitebox đã giúp thu hút về tới 80 ứng viên cho chỉ riêng một vị trí và trong một thời gian ngắn. Trong thời điểm hiện tại khi mà những cái phương tiện truyền thông về tuyển dụng hiện nay như là Facebook hay Google tương đối là kém hiệu quả do là cái thông tin quá nhiều và trở nên bão hòa, thì cái số lượng 80 ứng viên mà Whitebox sẽ giúp chúng tôi thu hút về trong một cái thời gian như thế thì chúng tôi đánh giá là một con số mà chúng tôi ấn tượng. Thật sự rằng cái đối tượng mà Whitebox, độc giả của Whitebox thì nó phù hợp với những cái yêu cầu về nhân sự của VNP. Chúng tôi hiện nay cũng đang hướng đến xây dựng những đội ngũ các bạn nhân sự tại VNP là những bạn trẻ, là những bạn sinh viên năm cuối hoặc là những bạn mới ra trường. Đó thực sự là những cái đối tượng mà các bạn tràn trề nhiệt huyết và mong muốn học hỏi cũng như là khai thác những cái khả năng của bản thân. Chúng tôi tin rằng là những cái bạn trẻ mà đến với Whitebox là những bạn đã có một sự nhận thức cũng như là hiểu biết nhất định về cái thị trường tuyển dụng cũng như là có sự chọn lọc thông tin cho mình. Chúng tôi tin tưởng rằng đây là những cái ứng viên mà có thể là những ứng viên tiềm năng của VNP. Và thực tế cho thấy rằng là có những vị trí mà chúng tôi chỉ cần khai thác ứng viên từ Whitebox thôi đã có thể tuyển đủ được số lượng cũng như là chất lượng mà chúng tôi mong muốn rồi. Ban đầu khi lên ý tưởng, Đặng Hồng Thái không nghĩ mình sẽ khởi nghiệp với Ebox.
Đặng Hồng Thái cùng các nhà sáng lập khác lúc bấy giờ chỉ nghĩ làm thế nào để giúp các bạn trẻ Việt Nam tiếp cận nhiều cơ hội học tập để thành công hơn. Thì em sẽ reply anh ạ, bởi vì là hôm nay thì công ty có việc ạ. Nhưng trên thực tế, ebox.vn có thể phát triển bền vững cùng với sứ mệnh xã hội của nó. Vì thế, việc cần phải xây dựng một công ty có nguồn lực tài chính hùng mạnh đã thôi thúc Đặng Hồng Thái khởi nghiệp. Trong những buổi giao lưu giữa các doanh nghiệp start-up với nhau, Đặng Hồng Thái luôn hăng say chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp, chia sẻ về ebox. Người chăm chú nghe về ebox lúc này không còn là những người trẻ nữa, nhưng vẫn bị hút vào câu chuyện của người kể. Những cái bài viết hoặc là những các cái chuyên mục ở trên cái website mà em Thái thực hiện đấy, nó có những cái yếu tố mang tính chất rất tích cực để cho các bạn trẻ nói chung, các bạn sinh viên nói riêng để qua được cái sân chơi của Whitebox sẽ nhận được rất nhiều các thông tin. Ngoài những cái kiến thức, cái thông tin chung ra thì các bạn cũng có thể tìm kiếm được rất nhiều những cái thông tin mà họ có thể nâng cao được cái năng lực cá nhân của họ, cũng như những cái cơ hội tiếp cận từ những các cái nguồn lực ở bên ngoài. Các nhà sáng lập ebox những ngày đầu giờ chỉ còn Đặng Hồng Thái tiếp tục với dự án của mình. Vì thế dù đã có những thành công bước đầu rất đáng khích lệ, nhưng với Đặng Hồng Thái, khó khăn thử thách chỉ mới bắt đầu. Nhưng tất cả không thể khiến Đặng Hồng Thái từ bỏ. Thời gian này, Đặng Hồng Thái đang lên kế hoạch cho chuyến đi đến thung lũng Silicon ở Mỹ vào tháng 6 tới. Chuyến đi này không chỉ là để học hỏi các start-up nước ngoài tìm kiếm những nhà đầu tư mạo hiểm góp vốn phát triển ebox. Chính sách đãi ngộ tốt, mức lương cao ở nước ngoài không thể níu chân Đặng Hồng Thái ở lại xứ người. Đặng Hồng Thái chỉ là một trong rất nhiều bạn trẻ Việt Nam có cơ hội để học tập và làm việc tại nước ngoài, được làm những công việc mà nhiều người mơ ước nhưng lại lựa chọn cách quay trở về Việt Nam để cống hiến cho đất nước. Đó chính là tâm huyết và trăn trở của anh với những điều mà anh muốn làm cho giới trẻ Việt Nam. Đối với mình, khi mà làm Whitebox thì đấy là một niềm vui, bởi vì mỗi ngày dù là những cái ngày lễ, ngày nghỉ, ngày Tết chẳng hạn thì Whitebox vẫn luôn hoạt động để đem những cái thông tin, cơ hội đến cho giới trẻ sinh viên Việt Nam. Và mình và tất cả những cái thành viên của Whitebox đều coi đấy là một cái niềm vui và một cái sự cống hiến cho xã hội ấy. Do đó mà bọn mình làm, mà bất kể rằng là nó có nhiều, rất là những cái nhiều khó khăn và cũng còn một chặng đường rất là xa nữa để đi đến thành công, thì bọn mình vẫn sẽ tiếp tục cho đến lúc nào mà dự án Whitebox thực sự thành công và biết đến với hàng triệu giới trẻ và sinh viên Việt Nam và đem cơ hội giúp cho các bạn có thể thành công hơn nữa. Các bạn, những thành viên đi cùng với mình, những thành viên lãnh đạo và các bạn tình nguyện viên, các bạn thành viên của Whitebox là những cái nhân tố đóng góp rất lớn vào sự thành công của Whitebox bây giờ. Dù cho là những người đã ra đi hoặc là cho những người hiện nay vẫn còn đang ở lại và chiến đấu cùng Whitebox, thì mình luôn cảm thấy rất là trân trọng điều đó, bởi vì thực sự các bạn đến với Whitebox không có một cái gì cả, và Whitebox cũng chưa có thể trả lương cho các bạn hay là đem lại cho các bạn bất cứ một cái quyền lợi gì cả. Nhưng mà chính cái ý tưởng Whitebox nó gắn kết mọi người lại bởi một cái sứ mệnh là xây dựng một công ty công nghệ và đem công nghệ và sức mạnh của kinh doanh vào để thay đổi xã hội và đưa những cái cơ hội đến cho giới trẻ và sinh viên Việt Nam. Làm khởi nghiệp thì dĩ nhiên là ai cũng sẽ có những cái lúc gặp cảm giác cô đơn, và hầu như cái việc đó là thường xuyên. Tuy nhiên thì chính cái công việc đó lại chính là một cái mà khiến cho mình cảm thấy là mình có một cái động lực để đi tiếp dù cho bất cứ một cái khó khăn nào có thể xảy ra. Mình làm Whitebox bởi vì đam mê kinh doanh cũng như là một cái đam mê
để đem những cái mô hình kinh doanh đó tạo ra được những cái tác động xã hội cho cộng đồng. Whitebox sẽ phải vượt qua rất nhiều những cái khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Đó là vấn đề về sự giới hạn về mặt tài chính. Thứ hai là về mặt con người. Con người là yếu tố quan trọng nhất. Và làm thế nào để có thể giữ được con người thì có lẽ đấy là một cái sự cố gắng của tất cả những thành viên lãnh đạo và sáng lập của Whitebox. Bởi vì nếu mà những người mà lãnh đạo mà không có được giữ được cho mình cái lửa ấy thì sẽ không thể truyền được cái cảm hứng đó đến cho tất cả thành viên và duy trì tổ chức phát triển. Về cơ bản thì đó là hai cái khó khăn lớn nhất mà Whitebox đang gặp phải. Về mặt đầu tư thì Whitebox rất là có may mắn đã được sự hỗ trợ của một nhà đầu tư thiên thần ở bên thung lũng Silicon. Và bản thân anh ấy thì giúp đỡ mình rất là nhiều trong việc cố vấn những cái chiến lược phát triển về kinh doanh, ý tưởng phát triển sản phẩm của Whitebox, cũng như là sắp tới hỗ trợ mình có một cái chuyến đi sang thung lũng Silicon để có thể học hỏi được kinh nghiệm từ các cái công ty khởi nghiệp công nghệ ở nước Mỹ, và có những cái tư vấn cho mình những chiến lược dài hạn đầu tư của các vòng đầu tư tiếp theo khi mà Whitebox thực sự phát triển lên một cái tầm cao mới. Đó là thứ nhất. Thứ hai là về kỹ thuật, về nhân lực. Thì do điều kiện nhân lực hiện nay có hạn, cho nên là Whitebox cũng cố gắng huy động những cái tìm kiếm những cái tài năng trẻ mới để tham gia vào đội ngũ phát triển công nghệ của Whitebox. Trong thời gian tới thì Whitebox đang có một cái kế hoạch rất là tham vọng, đó là phát triển một cái nền tảng công nghệ, xây dựng một cái mạng xã hội dành cho sinh viên và giới trẻ Việt Nam. Ở nơi đó các bạn có thể trở thành một cái sân chơi để kết nối với nhau một cách sâu rộng hơn so với những gì Whitebox đang làm hiện tại. Và mình rất là kỳ vọng trong thời gian tới sẽ có thêm những cái thành viên mới, những cái nhân tài mới về mặt công nghệ cũng như là kinh doanh, marketing sẽ tham gia cùng với Whitebox để giúp cho Whitebox có thể xây dựng thành một cái nền tảng được nhiều bạn trẻ và sinh viên Việt Nam biết đến hơn. Là ở nước ngoài thì ở các nước phát triển như là Mỹ, Anh á, thì các bạn có rất là nhiều những cái kênh thông tin như vậy. Rồi là tuy nhiên thì các bạn trẻ ở trong khu vực ASEAN như là Lào, Campuchia, Malaysia vân vân, những cái bạn mà mình đã gặp ấy, thì ở đất nước các bạn cũng giống như đất nước Việt Nam là chưa có một cái sự tiếp cận với những cái nguồn thông tin, cơ hội hữu ích để cho các bạn trẻ có thể phát triển bản thân cũng như là thử sức mình trong một cái đấu trường khu vực đấy, hoặc là trong nước thì rất là nhiều cơ hội như vậy. Thì Whitebox định hướng là một công ty công nghệ và bọn mình xây dựng một cái nền tảng công nghệ. Và nền tảng công nghệ đó cho phép là có thể vượt qua bất cứ một cái rào cản ngôn ngữ nào. Bạn có thể sau này nếu mà Whitebox có thể phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam thì cái khả năng mở rộng cho khu vực là rất là lớn, và thậm chí là ở Mỹ và các nước phát triển. Bởi thực tế là cái nhu cầu phân loại, chọn lọc thông tin nó là nhu cầu rất là lớn. Và thực tế là trong thực tế vẫn chưa có nhiều cái công cụ cũng như là những cái nền tảng công nghệ có thể giúp những cái người dùng Internet ở trên toàn thế giới có thể tiếp cận với thông tin một cách đầy đủ và phong phú và phân loại một cách tốt như vậy. Do đó mà mình hoàn toàn tự tin rằng là nếu Whitebox có thể thành công ở Việt Nam thì nó có thể đi xa hơn nữa trong tương lai. Sofa Cà Phê là địa chỉ yêu thích của Đặng Hồng Thái. Không gian nơi đây có nét lãng mạn cổ điển châu Âu, khiến cho con người trở nên thư thái và nhẹ nhõm sau những giờ làm việc căng thẳng. Và đó là lý do để Thái cùng với bạn bè tìm đến mỗi khi có thời gian ngoài công việc.
Sau những giây phút làm việc căng thẳng, Sofa Cà Phê là một địa chỉ thư giãn Đặng Hồng Thái thường xuyên lui tới. Quán cà phê này rất gần với nơi làm việc của Ibox. Sau những giờ làm việc, Đặng Hồng Thái lại cùng thành viên của nhóm giải lao và chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Sofa Cà Phê nằm trên phố Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quán được mở bởi ý tưởng của ba bạn trẻ với ước mơ có quán cà phê của riêng mình. Quán cà phê đó sẽ là một nơi thật ấm áp, một nơi để các bạn trẻ tìm đến mỗi khi muốn có một không gian yên tĩnh. Nơi có thể cùng bạn bè tán gẫu hay vui đùa. Sofa Cà Phê được đánh giá là có thiết kế khá mới mẻ, hoài cổ nhưng vẫn hiện đại. Quán được mở 24/24 giờ, phục vụ cho những thực khách muốn overnight cùng đêm Hà Nội.